Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Gần 12 giờ khuya mà tôi còn nhận được cái tin nhắn mà xin việc đỉnh của job như thế này. Ở trên cái bài tuyển dụng thì một bạn để lại cái bình luận là Thùy Trang. Thì bạn nói rằng là xin job tuyển sinh tư vấn VS VS vệ sinh đấy. À không phải đâu, là với. Thì lúc này tôi mới nói với bạn là em cứ gửi hồ sơ nhé. Tại vì trên bài tuyển tôi đã ghi rõ cái địa chỉ mail. Cứ việc là mình gửi theo cái địa chỉ mail đó, hoặc là có thể là liên hệ qua Zalo, nhưng tôi không khuyến khích. Thì bạn gửi lại là check inbox à. Ôi ôi, check IP sao giống như đi mua hàng online vậy. Thì lát nữa tôi nhận được một cái lời tin nhắn gửi qua là Facebook. Thì lúc đó bạn nhảy vô, bạn chào như thế này. Bạn nhảy vô bạn hai anh. Thì khi tôi nhìn thấy cái chữ hai anh là tôi đã dị ứng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thôi, có thể rằng là bé nó còn nhỏ, tôi đoán là chắc là bé còn nhỏ. Thì tôi mới lịch sự trả lời: kỹ năng xin việc của em quá yếu, cảm ơn nhưng em không phù hợp. Và bạn viết tiếp: ủa anh nói yes gì yes à, tức là anh nói gì vậy à đó. À, ngôn từ xì tin thấy rõ. Thì tôi vẫn lịch sự. Thật sự tới thời điểm này thì tôi biết rằng là bảo đảm là bé này có một cái sự mà thiếu giáo dục. Cho nên rằng là tôi vẫn muốn ok, giúp thì giúp cho chót. Sau này ứng tuyển chuyên nghiệp, em cứ gửi hồ sơ qua mail hay theo thông tin hướng dẫn. Đừng bình luận hay bảo nhà tuyển dụng check inbox. Và lời đầu tiên nên là sự chào anh hoặc chị. Và có thể hỏi thêm nếu thông tin tuyển dụng còn gì em chưa rõ. Tốt nhất nên dùng tài khoản thật để liên hệ. Thân, chúc em thành công hơn. Có lẽ tới đây nếu như mà bạn hiểu được, bạn nói dạ em xin cảm ơn. Còn không, bạn gửi cho tôi thêm hai dòng nữa mà tôi buộc phải chặn bạn. Đây các bạn coi. Anh ơi, anh có nóng nảy ca vậy anh? Em đã gửi hai anh và chờ anh rep lại đó. Em ứng tuyển BN job, MN vẫn hoan hỷ. Và cần thông tin thật thì trao đổi qua Zalo, chứ có gì đâu mà anh phán câu như vậy, như anh vậy. Anh không biết kiểm soát thái độ còn chê trách người khác. 12 giờ khuya. Tôi đang chuẩn bị là bây giờ là 12 giờ rưỡi, tôi còn phải chấm bài và làm báo cáo cho trung tâm. Gần như 3-4 ngày liên tiếp rồi, tôi ngủ rất là ít. Đó. Thì các bạn thấy rằng là với cái thời điểm như thế này, thật sự nếu như mà tôi không biết kiểm soát hay là tôi đang căng thẳng thì chắc là tôi không trả lời được như vậy. Thì các bạn nghĩ gì về cái thế hệ trẻ ngày nay với cái kiểu mà nói chuyện như thế này? Còn nếu các bạn nghĩ rằng là bé nó còn nhỏ, ok, tôi sẽ cho các bạn cái bình luận của người lớn hơn. Ở trong cái video về Việt Nam đẹp nhưng con người thì chưa, là cái video trước á, thì có một cái nick là Phạm Xuân Lam 2617. Bạn để lại cái bình luận như thế này: mày đại diện cho con người xấu xa. Mới vô trang người ta kêu người ta mày rồi. À, không biết ai đại diện xấu xa. Thì tôi có trả lời: dạ chào anh đẹp trai ba que, anh làm gì được hay ho rồi. Buồn ghê, tới giờ chưa thấy anh Xuân Lâm trả lời để tôi là chặn anh luôn. Ít ra phải cho biết đọc rồi chứ. Thì các bạn thấy, cuối cùng rồi tôi thành người xấu xa. Ủa kỳ vậy. Hả? À, mình dễ thương gần chết thì kêu mình xấu xa. Vậy những cái mà lời nói vừa rồi của những con người này đẹp chỗ nào? Đó là lý do mà nhiều cái video tôi đã nói về là cái thực tế công việc tôi đang làm. Nó giúp tôi có cái nhìn mà rõ hơn về nền giáo dục, cũng như rằng là về cái phương diện xã hội nói chung. Thì tôi đã thấy được ngay cả từ là phụ huynh, những người mà lao động chính
đó, không chỉ cho gia đình mà còn cho xã hội. Và tôi thấy những cái đứa con của họ được nuôi dưỡng như thế nào. Và đó là lý do mà tôi thấy rằng là cái tình hình bây giờ là nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ. Chẳng hạn như rằng bây giờ các bạn thấy đời sống bình thường đang diễn ra, nhưng bao nhiêu người các bạn đọc tin kinh tế và biết là đang suy thoái kinh tế khủng khiếp. Bao nhiêu người. Vậy thì nếu như các bạn sống ở ngay khu công nghiệp, bạn sẽ thấy rằng là tình trạng là tinh giảm biên chế khủng khiếp và công nhân bây giờ phải làm tăng ca. Hồi xưa làm 3 ca, bây giờ phải tăng ca 12 tiếng rất là nhiều. Nếu các bạn mà không cảm nhận được, các bạn là những người mà được, tôi nói gọi là số hên đi, ba mẹ cho miếng đất bán rồi bây giờ là có tiền gửi ngân hàng ha, các bạn cầm mấy chục tỷ bạn gửi ngân hàng, tháng các bạn ăn lấy lãi thôi ha, cũng mệt rồi, thì lúc này các bạn sẽ không cảm nhận được cái gì ở xung quanh. Các bạn vẫn ung dung rằng là chuẩn bị là đi chơi, chuẩn bị đi nghỉ dưỡng, nghỉ hè. Thì những người này gần như các bạn tách biệt ra khỏi cái thế giới ha, thì các bạn nói thẳng ra là các bạn dạy con bằng cái trải nghiệm gì? Còn những người mà hiện giờ đang ở cái vòng xoáy đó, đang nhìn thấy được thực tại, thì liệu là các bạn có còn lạc quan hay không, hay các bạn đã bỏ cuộc? Thì tại sao ở cái thời điểm này tôi vẫn cố gắng bám trụ? Nói thiệt chứ mình càng thấy tình hình, mình càng nghĩ rằng là đây, hôm bữa là trong video rồi tôi nói đăng tin một cái lớp học mà thu phí tế lại 33 triệu như thế này, thì các bạn hỏi tôi rằng là đây là mắc hay rẻ. Đây, video trước tôi đã đưa lên rồi, thì cái người mà nhắn tin hỏi là một cái bạn, thì bạn của bạn đó là học trò cũ của tôi. Thì cái bạn học trò cũ này mới rằng gửi tôi cái thông tin này và hỏi tôi rằng là thầy ơi, cái lớp học như thế này là mắc hay rẻ? Thì bạn bạn nói bạn em nó là không biết gì cả, cho nên rằng là đi liên hệ ông này, thì ông này nói ông này ổng eo 7 chấm rồi ổng báo cái mức phí. Thì tôi chỉ hỏi một câu thôi, bao nhiêu người trong các bạn có dư cái số tiền này và sẵn sàng chi ra để học trong 3 tháng? Nếu là trung tâm lớn thì họ có rất nhiều cái chi phí thì tôi có thể chấp nhận được. Nhưng đối với một cái lớp học cá nhân, thậm chí không biết rằng là ngoài cái IELTS ấy gì đó, các bạn có cái tấm bằng đại học nào hay không, chứ đừng nói chi tới cái giấy phép kinh doanh. Thì thiệt sự ra mấy ngày nay tuyển dụng tôi mới thấy có rất nhiều bạn chỉ có một cái tờ giấy chứng chỉ TOEIC đó, hoặc là một cái chứng chỉ tiếng Anh, và các bạn làm trái ngành kỹ sư là nhiều, mà các bạn gửi hồ sơ cho tôi và xin công việc đi dạy. Tôi coi hết cái hồ sơ không có một cái chứng chỉ giảng dạy nào cả, chỉ có một cái tờ TOEIC 700-800 mà các bạn xin tôi đi dạy. Và trong thực tế khi mà tôi kiểm soát là giáo viên, thì các bạn biết rằng là có những bạn cái kỹ năng coi như tương đối về là chuyên môn, tức là về ngữ pháp, về nghe nói đọc viết gì đó ok, nhưng mà các bạn biết cái kỹ năng mà truyền đạt thì có vấn đề. Đổ xô đi học những cái lớp mà TESOL do trung tâm hoặc là một cá nhân nào đó cấp nữa mới ghê. Giống như bây giờ rằng là cái tình trạng mấy anh PT đi đi học những cái khóa mà ngắn hạn để rồi sau đó là xin công việc, cuối cùng rồi các anh chỉ dẫn người ta là không hiệu quả. Đó, các anh tập thì đương nhiên là các anh tập do các anh ăn anh ngủ ở trong phòng tập, thì cũng giống như giáo viên thôi, từ sáng tới tối tôi phải làm việc với tiếng Anh thì tôi sẽ giỏi đó, chứ không chắc rằng là tôi sẽ dạy cho người ta giỏi. Nó là một cái nghệ thuật khác. Thì đáng buồn là bây giờ cứ xã hội mà vàng thau lẫn lộn như thế này. Rồi bây giờ tôi kể các bạn coi một cái chiêu mà lừa đảo còn tinh vi nữa ha. Ghê nữa. Đây.
Đây là một cái bài mà một bạn đăng lên. Chờ chờ xíu để tôi lấy cho các bạn. À, đâu rồi? Rồi, cái bài này đại ý, đại khái là nó như thế này. Chờ xíu, tôi mở cái link nó không có ra. Không biết tại sao nó không có ra. Thì rồi, ý rằng là như vậy. Cái bạn này là một CEO của một cái doanh nghiệp. Thì bạn mới giao dịch với lại ngân hàng CR Bank. Đó. C Bank chứ quên CC, ngân hàng hàng hải. Đó, tôi có thấy hình như màu đỏ vậy. Thì bạn đã làm việc với lại là ngân hàng này khoảng chừng nhiều năm và quen với lại giám đốc chăm sóc khách hàng ở bên đó. Thì sau khi mà làm ăn nhiều năm rồi có cái sự tin tưởng thì cái ông giám đốc này mới xúi bạn là đi mua trái phiếu của một cái công ty và phát hành, và ngân hàng là cái người mà đứng trung gian đó để mà ký kết. Thì do là cái sự tin tưởng cá nhân với nhau cho nên cuối cùng rồi cái cô này và cô chủ doanh nghiệp này quyết định mua 3 tỷ đồng trái phiếu đó, và lãi suất mà cô này nhận được là 10,2% một năm. Thì cảm thấy rằng là cái lãi suất này cũng khá thơm cho nên cô đớp bập bập. Và lúc đầu thì cái anh giám đốc của ngân hàng giải thích với cô là cộng tác với cái công ty này là công ty về kỹ thuật, về công nghệ, à chứ không phải rằng là bất động sản như bây giờ là đang đóng băng. Thì chính vì vậy mà cô này mới yên tâm. Thì khi mà cô ta chuyển tiền 3 tỷ đồng vào ngân hàng thì ngân hàng sau đó là cấp cho cô ta một cái kỷ ủy nhiệm chi đó, rồi giải thích qua loa cho cổ, sau đó yêu cầu cô ta ký. Thì chắc cũng là do tin tưởng cho nên cô ký một cái phụp. Rồi cuối cùng sau khi cô ký xong thì tới cái ngày mà gần cái ngày mà phải thanh toán cái thời hạn trái phiếu đó, thì cô mới nhận được một cái thông báo từ cái công ty mà cô mua á, trái phiếu, là công ty bây giờ là đầu tư bất động sản bị lỗ. Đó, cô mới tá hỏa lên, cô nói trời ơi, tưởng công nghệ hóa ra là trời bất động sản. Thế là cô mới gọi điện cho anh giám đốc của Sibank. Thì anh giải thích với cô rằng là hiện giờ anh chuyển công tác qua bên hành ngân hàng khác rồi. Cho nên bây giờ cô tự giao dịch với lại là những nhân viên ở đó đi. Thì cô mới tá hỏa, nó theo sau lúc anh ký anh nói anh chịu trách nhiệm. Thì bây giờ anh kia mới đã bán cái, nói rằng là anh chỉ chịu trách nhiệm là quản lý thu chi chứ anh đâu có nói rằng là về cái việc mà thanh toán cái trái phiếu đâu. Thì bây giờ cô này mới qua trực tiếp liên hệ với cái công ty thì nó nói cứng như vậy. Bây giờ nó lỗ quá rồi cho nên nó mất khả năng thanh toán. Nó không thanh toán được nữa. Nếu mà cô thích thì cô cứ là đi kiện thì tụi nó sẽ đi hầu tòa giống như là trong hợp đồng đã ghi vậy đó. Thì bây giờ cô này coi như cứng họng, tiền không biết là bay bay biến đi đâu. Nó báo lỗ, bây giờ chấp nhận ra hầu tòa. Chấp nhận ra hầu tòa luôn. Cùng lắm đi tù. À. Rồi. Thì cái anh giám đốc kia bây giờ phủ trách nhiệm. Lúc đầu thì nói rằng công ty người ta ăn nên làm ra lắm, đừng lo. Thì sau đó cô này đi điều tra mới biết công ty làm lỗ khủng khiếp mà vẫn dám phát hành trái phiếu. Tức là ẩn cái nợ đi, thông báo mình vẫn ăn nên làm ra có lời. Giống các chủ tịch vẫn ngồi siêu xe, vẫn đi ăn sang, vẫn du lịch để cho các chủ nợ yên tâm. Đó, thậm chí như Hồ Quang Hiếu còn nói mà cho dù ngứa cũng phải ráng đeo cái vàng giả để cho các chủ nhận nợ còn thấy. Thì đây là một cái chiêu lừa cực kỳ tinh vi. Và các bạn cũng thấy rằng một điều, nó bất nhân.
nó bất nhân, nó không cần biết rằng là à cái số tiền mà người ta vất vả người ta kiếm như thế nào, tụi nó chỉ biết rằng là nó lừa được bao nhiêu mà thôi đó. Và đương nhiên rằng là lừa bây giờ là cứ đổ vào bất động sản, cứ mong rằng là mua đất mua nhà rồi đợi nó lên giá rồi bán như ngày xưa. Trong đầu tụi nó chỉ có nhiêu đó mà thôi, toàn là thiên tài về bất động sản. Ha. Hai nghề mà tôi thấy chắc giờ hốt bạc nhiều người thích đâm đầu vào đó, bất động sản với lại là diễn giả về làm giàu. Thì các anh các anh như là anh ca đó, anh ca anh quờ thì kia đó. Khổ người Việt nhiều khi bây giờ mỗi thời mỗi khác. Tôi nói với các bạn, tôi biết cái trường hợp này. Một doanh nghiệp một coi như rằng là một doanh nghiệp cũng khá lớn, cũng rút rút đó, thì khi mà tôi mới biết cái chuyện này tôi mới hỏi đó, ủa sao nó cũng là một cái hệ thống giống như là trung tâm, thì tôi mới hỏi ủa sao chưa thấy mấy cái phòng học ở đây có cái tivi ta, dạy cho dễ dễ dạy học. Thì nhân viên mới nói dạ cũng chuẩn bị gắn đó, gắn được hai cái. Tôi nói cái tôi nói chuyện vui, tôi nói ủa giờ giờ ra trung tâm điện máy á, tivi giờ rẻ lắm, ra một cái là nhân viên người ta vô người ta gắn luôn cho mình á. Nó không biết nữa, kỹ thuật ở đây nó phụ trách rồi, tivi 30 inch 6 triệu. Cái tôi nghe xong tôi nói tưởng nó nghe mình nghe lộn á, hả? Cái tôi nói cái gì tivi 30 inch mà làm gì có 30 inch, 32 inch mà tivi 32 inch giờ này làm gì có giá 6 triệu ha. Tôi nói nguyên dàn tivi ở dưới trung tâm tôi là 43 inch. Đó. 43 inch mà bây giờ nó bán còn có mấy triệu bạc. Huống chi 32 inch. Thế là mà 43 inch là còn thấy nhỏ đó. Nếu so với một cái lớp mà ngồi xa nó còn thấy nhỏ đó. Huống chi 32 inch thì ai coi. Đó. Thì khi mà tôi nói vậy, chứng tỏ rằng là cái anh phụ trách thu mua cắn được một khúc. Thì cái người mà duyệt cho anh thì đương nhiên rằng là không biết giá mới bị người ta lừa. Chắc là mua tivi mấy chục triệu, mấy trăm triệu quen rồi, cho nên rằng là khi nghe tivi còn có 6 triệu là ok duyệt rụp. Không biết cắn khúc luôn. Thì tôi bật mí nha, cái người chủ doanh nghiệp đó cũng là một dạng là tỷ phú, cũng hay rằng là nói về đạo kinh doanh, cũng hay nói về rằng là cách triết lý kinh doanh quản lý. Nhưng cuối cùng rồi chính con người mà người đó quản lý ăn tiền của người đó thì người đó không biết. Và cái tôi nói vui luôn, người này dạy, đòi dạy tôi làm ăn, đòi dạy tôi rằng là phải dạy cái gì để mà câu học viên. Về sau thì mới biết cái nơi đó cũng đang thất thu. Thì có nhiều cái mà người ta kiếm tiền ở cái vỏ bề ngoài, các bạn không biết. Còn bản thân tôi thì tôi nói nè, thời điểm khó khăn, xin lỗi chứ nhìn tôi vậy thôi, chứ tôi cũng đang phải làm bao nhiêu việc nè. Đó, giờ hồi xưa cắt tóc ngắn để cho đỡ người ta đỡ thấy bạc nè, còn giờ bạc khỏi che giấu luôn. Giống như bây giờ là chắc chấm bài rồi làm báo cáo này kia chắc cũng phải tới 2-3 giờ sáng. Vừa làm chủ vừa đi làm công ở ngoài. Thì cũng đâu có gì đâu, miễn mình kiếm ra tiền thôi, có đâu ngại. Thì đây là những cái lời mà tôi tâm sự với các bạn. Thì nhiều khi bây giờ tôi cũng không biết thị trường nó ảo làm sao nữa. Nha. Buồn. Người Việt mình tự giết người Việt mình. Cho nên những người như tôi bây giờ dạy mà lấy giá rẻ hơn thì người ta cũng gọi mình là bị ngu, bị khùng. Và thậm chí có những người chưa biết tôi thì họ nói ở ngoài tao chém mấy chục triệu, ông chém đâu có tí xíu. Vậy cho ông gì dở nè, thứ dở mà. Cho nên là thế này nọ, người ta không tin mình. Làm kiểu nào cũng khó. Chém thì thất đức,
Không chém thì mang tiếng. Tiền nào của đó, của ôi của thiêu. Ngày hôm nay tôi gặp cái anh chàng mà hôm bữa qua trong clip tôi đưa. Cái anh chàng người Ấn Độ học thạc sĩ ở Mỹ. À, và khi mà tôi nói chuyện chất giọng Mỹ rất rõ. Tôi hỏi tại sao mà cái người Ấn á, khi mà tôi nói chuyện có những người họ có cái chất giọng giống như rằng là Arabic, tức là cái chất giọng gì đó nó rờ rờ ở trong. Thì lúc này anh này mới nói rằng là à đúng rồi, nhưng mà tại vì học tiếng Anh mà ở quê hương, còn anh ta là đi học ở bên Mỹ cho nên anh ta có cái chất giọng khác với họ. Và anh ta cũng tâm sự anh ta lấy vợ Việt Nam, cô vợ chính là học viên của anh ta luôn và họ đã có được 2 đứa con. Cho nên khi mà anh ta tiếp xúc tôi, anh ta nói rất vui đó. Anh ta nói rất vui bởi vì anh ta biết tên tiếng Anh tôi là Gabriel, là một vị thần ở trong Kinh Thánh. Và anh ta nói rằng anh ta đeo đạo là Catholic. Cho nên khi mà anh thấy anh ấy một người Việt mà có cái tên này, và sau đó anh ta tiếp xúc và anh ta cảm thấy rằng là anh ta gọi là giống như có một cái duyên. Thì chính vì vậy mà tôi cũng cảm thấy anh ta như một cái duyên với mình. Mấy ngày nay là tôi đi tuyển tuyển người, tôi tìm người có duyên với mình, tôi tìm người mà có thể rằng là hiểu được những gì tôi làm, chứ không phải rằng là bên tôi để kiếm cái lợi lộc, cái vật chất. Thì xin lỗi chứ nhiều khi tôi không trả lương hay là thù lao cao hơn người ta. Tôi tìm những người đồng chí chung đam mê với mình, chung cái nhiệt huyết với mình đó. Thì thường là một lần mà phỏng vấn với một người là đa phần có thể là khoảng hơn nửa tiếng. Tức là tôi muốn rằng là phỏng vấn rồi họ có những cái câu hỏi, nhưng mà tôi cũng muốn biết thêm về họ và giúp cho họ biết thêm về mình. Đó, giải thích cho họ. Và đặc biệt là giống như những bạn trẻ, là tôi rất muốn rằng là các bạn, nhiều bạn tôi thấy rằng là thật sự bản thân tôi muốn, rất muốn đào tạo các bạn. Đó, muốn đặt lòng tin vào các bạn. Và thật sự muốn rằng các bạn làm cho mình, sử dụng cái tài liệu của mình, sử dụng những cái gì mà tôi tìm ra đó, chứ không phải rằng là chỉ vì đi kiếm tiền. Ừ. Cho nên những ngày cái ngày gần đây tôi sắp xếp lịch phỏng vấn rồi chuẩn bị nhiều thứ, vừa phải đi làm vừa phải dạy lớp. Ừ. Vì một cái tương lai mà đúng nghĩa tốt hơn, chứ không thể nào để người ta nói người Việt mình mất dạy ngoài hoài được, ngại lắm. Cảm ơn. Đây là video ưa thích. Cho nên nếu như bạn nào chia sẻ được, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ừ. Chứ mà kênh mà bây giờ mà còn những cái thể loại mà như anh Phạm gì đó vô bình luận với toàn anh gấu bông không, tôi mệt quá. Đó, cảm ơn. Hẹn gặp lại.